Chào anh em, hôm nay Mẫn sẽ nói về cái thẻ nhớ ở trong đàn PA5X. Trước đây thì 4X cũng có thẻ nhớ ha, nhưng mà trong đàn PA5X hình như là gắn được hai thẻ nhớ. Bây giờ mình sẽ khám phá và nói về nó ha. Đầu tiên mình phải tắt đàn. Tắt đàn, rút nguồn. Đàn tắt rồi rút nguồn. Đây mình đã xây lại phía sau trên PA5X á, thì nó có những cái cổng kết nối ở đây. Nhiều cổng kết nối lắm, nhưng mà đây là cái cổng HDMI để mình truyền cái màn hình ra TV ha. Đó, và có hai cổng USB mà bình thường nè, mà để mình cắm cái USB vào. Nó màu xanh ha, thì theo mình biết á, thì cái màu xanh này là USB 3.0 ha. Và có một cái cổng USB vuông để mình gắn kiểu như cổng sao kẹt ha. Và đây là cái khay thẻ nhớ. Bây giờ mình sẽ tháo cái khay này ra. Ở bên đây thì những cổng tín hiệu âm thanh ha. Đó, rất là nhiều. Đó. Mình nhớ có một lần á, mình căng cả một bên nhạc vào cái cây đàn này luôn á. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu tháo cái cổng thẻ nhớ ra. Giỡn thôi nha anh em. Tại vì mình không có biết cái con dít gì mình dặn nó không được, mình đem nguyên một đám vô luôn. Khó lên em, lần đầu tiên tháo luôn á. Lúc trước mình người khác bỏ thẻ nhớ vô giúp mình. Chết rồi anh em. Sao đây ta? Đẩy qua đây lỡ gì không? Đây nó hở rồi nè, chắc cứ có gãy. Ê, trời ơi, sao kỳ vậy ta? Có gãy gì không? À không. Mang vô đây. Đóng vô đây. Có hai cái lẫy này. Cứng quá. Đây. Bên trong của em nó này gì đây, cái gì vậy, pin này, pin nha anh em. Đây là một cái thẻ nhớ đây gì nè, đây anh em. Mình có vài lưu ý với anh em ha. Đây là cái để mình lấy pin ra nha, đừng có lấy ra hoặc là cần thay pin thì sau này pin để nó nhớ thời gian rồi này kia đó. Đó, còn ở đây là thẻ nhớ, anh em dùng móng tay nha, đẩy vào đó, đẩy vào thì nó ra. Anh em cẩn thận nha, nếu mà nó lọt cái thẻ nhớ vào những cái khe này khó lấy ra lắm á. Còn đút vào cũng cẩn thận luôn. Đây mình đút vào, chứ để mình đút hụt ha, rồi nó lọt vô đó rồi là rất rối lắm á. Đó, đút vào dùng móng tay đó, thấy không, lấy ra. Ê, sao nó lạ ta, à như gì mới vào nè. Đó, vào đó, ra nè. Rồi mình đút thử cái thẻ dưới nha. Đó, nó hơi khó anh em. Đó, đây ở dưới đây cũng như vậy đó, nó không ngược lại như anh em, cũng đút như vậy nè, đút vào đó. Rồi bây giờ mình sẽ để cái thẻ này đây, để thẻ này đây để mình thử, tại vì mình có một anh em lấy bộ set và nhờ mình mua thẻ nhớ thôi, mình test luôn cái thẻ nhớ này. Đó. Mình chỉ gắn thẻ nhớ 8GB thôi nha anh em. Đồng ý mình có thể gắn 16 hoặc là 32GB, nhưng mà mình nghĩ á, cái số lượng mình chép nhạc MP3 để phục vụ khi mình đi đàn hoặc là chép dữ liệu đàn á, 8GB là đủ rồi anh em. Chứ mình chép nhiều, mình để thẻ nhớ lớn ok nó cũng được đó, nhưng mà mình nghĩ nó không cần thiết. Thứ nhất là mình mua thẻ nhớ nó sẽ mắc hơn. Thứ hai là khi mà mình load dữ liệu, mình nghĩ cái thẻ nhớ nhỏ nó sẽ tìm nhanh hơn. Đó, lý do là vậy. Đó. Còn cái tốc độ thẻ nhớ thì mình nghĩ cái này nó tốc độ nó không cần quá xử lý quá là như máy ảnh đồ, thì mình cần quay 4K đồ thì mình cần thẻ nhớ lớn nha. Còn đây mà thẻ nhớ cái tốc độ gì đó ha, mình không có rành,
thì mình nghĩ là thể nhớ xài được là được rồi đó. Và anh em gắn tầm 4GB 8GB là xài được rồi, chứ anh em gắn lớn đó, nếu mình không sử dụng hết đó, thì nó cũng vừa phí mà nó load sẽ chậm nha. Mình nghĩ là vậy, tại vì một cái nhà, tại vì cái hệ điều hành của cái thằng 5X đó, nó đâu phải là một cái smartphone hay là điện thoại hay máy tính gì đâu, nó cũng là một cái hệ điều hành, nó chủ yếu cho đàn thôi, nó chạy cũng không ổn định lắm đâu anh em, nên mình nghĩ là như vậy ha. Đây anh em thấy ha, mình đã gắn vào đây ha, đây là ổ nhớ của đàn nè, ổ nhớ của thẻ nhớ của mình nè, ổ nhớ của thẻ nhớ mình mới gắn vô để test cho ông bạn nè, USB của mình nè, USB mới gắn vô để test để gửi cho ông bạn luôn nè. Đó thì lý do là vậy ha, thì cây đàn nó làm nhiều lỗ USB, ổ USB để mình có thể chép dữ liệu dễ dàng ha. Mình đang gắn là hai USB và hai thẻ nhớ và cùng một ổ cứng của đàn nha, là gồm có 5 đó. Thì bây giờ mình sẽ chép, rồi mình chép cái dữ liệu của mình vào cái USB. Đây mình đã copy rồi, thì mình dán vào rồi. Rồi clip nó cũng ngắn ngắn thôi, mình hẹn anh em ở clip sau mình sẽ nói về cái cách mà mình sử dụng cái dữ liệu đó, mình tối ưu cái dữ liệu trên cây cột PA5X này ha. Rồi hẹn mọi người ở clip tiếp theo nha. Cảm ơn anh em. Anh em nhớ cho mình một like và nhấn đăng ký kênh nha. Tạm biệt mọi người. Phan anh em, ở đây nó còn một lỗ USB nữa nha. Trên đây nữa mình quên, là có nghĩa cây đàn này nó khủng khiếp quá, nó có tới ba cái chỗ cắm USB, hai chỗ cắm thẻ nhớ và ổ cứng của đàn. Ui giời ơi. Ui. Rồi xong.